Mỹ vì lệnh cấm vận vi pháp. Chia sẻ trong buổi họp báo hôm nay tổ chức ở Thẩm Quyến với tuyên bố sẽ phát đơn kiện chính quyền Donald Trump về lệnh cấm vận Huawei cùng 68 chi nhánh của hãng trên lãnh thổ Mỹ. Song Lưu Ping, Giám đốc pháp lý, Huawei Technologies, cho rằng Huawei đã trở thành đích ngắm của chính phủ Mỹ từ trước đó rất lâu. Theo ông, từ mùa hè năm ngoái, các nhà lập pháp Mỹ đã ban hành một dự luật nhắm vào Huawei, một công ty công nghệ tư nhân Trung Quốc, đến đầu năm nay chính phủ Mỹ tiếp tục đưa ra một đạo luật ủy quyền quốc phòng nhằm phát lệnh cấm rộng rãi đối với các thiết bị Huawei. Theo đó, các cơ quan liên bang không được mua, nhà thầu liên bang không được sử dụng và tổ chức cho vay liên bang không được sử dụng tiền của chính phủ để mua các sản phẩm của Huawei. Giám đốc pháp lý của Huawei cho biết, theo phán xét chủ quan của tòa án, luật này cũng được áp dụng lên các công ty khác nếu Bộ trưởng Quốc phòng tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng được sở hữu, bị kiểm soát hoặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế Luật này được áp dụng thẳng tay và vĩnh viễn cho Huawei mà không cho công ty này có cơ hội phản bác, ông Song cho rằng điều này là vô lý. Theo ông Song, Huawei đã kiện chính phủ Mỹ và trong ngày hôm nay sẽ đệ trình một bản kiến nghị yêu cầu tòa án tuyên bố luật đi ngược lại với hiến pháp. Lệnh cấm này là điển hình của việc vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật và thủ tục tố tụng hợp pháp, những người ủng hộ quốc hội đã quảng cáo nó như một hình phạt cho cả những cáo buộc sai trái trước đây và những cáo buộc không có căn cứ rằng Huawei có liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Tất cả những điều đó Huawei đã thẳng thắn bác bỏ. Người đứng đầu về pháp lý của Huawei nhấn mạnh, đạo luật này của Mỹ không cho Huawei cơ hội bác bỏ các cáo buộc, đưa ra bằng chứng để tự bào chữa hoặc tận dụng các thủ tục pháp lý mà các thẩm phán cung cấp để đảm bảo tìm kiếm sự thật một cách công bằng. Thay vào đó, luật chỉ đơn giản tuyên bố tội lỗi của Huawei và áp đặt các hạn chế lớn với mục đích rõ ràng là đẩy Huawei ra khỏi thị trường Mỹ. Ông song lập luận, đây là sự lạm quyền của phiên tòa xét xử bởi các cơ quan lập pháp mà hiến pháp Mỹ nghiêm cấm huawei khẳng định ngay cả khi đó là hiến pháp luật này cũng sẽ góp phần rất ít trong việc thúc đẩy an ninh quốc gia hoặc tăng cường an ninh của các mạng thông tin chính phủ nó không giải quyết được những rủi ro của chuỗi cung ứng toàn cầu bị cáo buộc có các thành phần và phần mềm của trung quốc mà chỉ nhắm đến huawei huawei tin rằng thậm chí đạo luật này còn không ngăn các cơ quan liên bang tiếp tục sử dụng thiết bị của huawei mà chỉ cấm mua mới và nó áp đặt không hạn chế việc sử dụng các thiết bị được sản xuất bởi liên doanh chính phủ trung quốc với các công ty viễn thông lớn khác theo quan điểm của huawei Đạo luật của Mỹ làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích công nghệ và kinh tế của Mỹ. Huawei là công ty cải tiến công nghệ hàng đầu thế giới bao gồm công nghệ 5G. Việc ngăn cản khả năng bán thiết bị của Huawei tại Mỹ làm giảm sự cạnh tranh, do đó nó sẽ tăng giá và hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ internet, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của Mỹ, nơi các đối thủ của Huawei không kinh doanh. Một lần nữa, trong buổi họp báo, Huawei khẳng định các chính phủ khác trên thế giới hiểu rằng Huawei không phải là một công cụ của chính phủ Trung Quốc và công ty muốn làm việc để cải thiện an ninh mạng và cung cấp các công nghệ tốt nhất với giá cả phải chăng. Các chính phủ khác đang tiến lên với Huawei, trong khi Mỹ thì không. Niềm hy vọng lớn nhất của người dân Mỹ có thể nằm trong các quy tắc của luật pháp mà tòa án Mỹ sẽ tuyên bố lệnh cấm đối với Huawei vi phạm hiến pháp và cấm thi hành luật, như họ đã từng làm trước đây với các dự thảo luật vượt ra khỏi khuôn khổ luật pháp và vi phạm thủ tục tố tụng hợp pháp, ông Song nhấn mạnh. Khôi Linh